Nếu như các bạn đang cần tìm một mẫu màn hình có trải nghiệm thoải mái như có thể quay, xoay dọc, ngửa lên, ngửa xuống, điều chỉnh độ cao, thì Acer Predator XB253 sẽ là gợi ý dành cho các bạn. Thứ quan trọng nhất đối với màn hình gaming đó chính là chất lượng tấm nền và tần số quét. Màn hình thì sẽ là màn hình 25 inch, tần số quét 240Hz cùng với công nghệ tấm nền IPS Fast Crystal Liquid mới nhất, giúp rút ngắn thời gian phản hồi hơn 64% so với màn hình bình thường. Màn hình thì có thể đạt được lên tới 0.5 mili giây gray to gray, hay là có thể gọi là chế độ overdrive, sẽ không có hiện tượng bóng ma kể cả khi các bạn chơi game có nhịp độ cao như CS:GO. Tuy nhiên, các bạn cần phải lưu ý khi kích hoạt chế độ overdrive thì không thể bật được G-Sync, mà khi kích hoạt G-Sync thì độ trễ sẽ đạt 1 mili giây G2G. Thực tế ra thì đối với mắt những người chơi game thông thường hay là chơi hát thì cũng khó lòng nào nhận ra được, chỉ có game thủ chuyên nghiệp mới có thể nhận ra được thôi. Là một màn hình có tấm nền thuần gaming thế nhưng vẫn có chất lượng hiển thị ngon trong phân khúc, với độ phân giải Full HD, độ bao phủ màu sắc đạt tới 99% giải màu sRGB và đạt chuẩn hiển thị VESA Display HDR400, nghĩa là độ sáng đạt 400 nit, phù hợp làm màn hình gaming và có thể làm đồ họa khi cần thiết. Màn hình có thể điều khiển thông qua phần mềm Acer Display WireGuard. Các bạn có thể ngồi tìm hiểu phần mềm khi sử dụng vì mình thấy có rất là nhiều những tính năng cần nhiều thời gian trải nghiệm để có thể điều chỉnh. Một số công nghệ nổi bật sẽ hỗ trợ gaming như là công nghệ Blue Light Shield giúp loại bỏ 80% lượng ánh sáng xanh có hại cho mắt. Công nghệ khử nháy Flickerless sẽ giúp bảo vệ thị giác người dùng xuyên suốt thời gian dài sử dụng, tránh tình trạng mỏi mắt hay là khó chịu. Công nghệ chống chói Confine View sẽ giúp hình ảnh vẫn hiển thị tốt trong môi trường sáng. Low Dimming sẽ giúp điều chỉnh độ sáng màn hình xuống thấp hơn trong môi trường tối, cho góc nhìn thoải mái suốt cả ngày. Phần thiết kế thì cũng làm nổi bật lên tính gaming của chiếc màn hình này, khi chân đế máy được làm từ kim loại vô cùng cứng cáp. Chân đế được kết hợp từ nhựa và kim loại sẽ có thể nâng lên hạ xuống, xoay gập các tư thế vô cùng dễ dàng. Phần logo Predator cũng được bố trí ở viền màn hình, cả mặt trước lẫn mặt sau của chân đế. Thiết kế mặt sau thì sẽ có giá treo tai nghe được tích hợp sẵn, giúp tiết kiệm diện tích cũng như là làm gọn lại khu vực chơi game của các bạn. Cuối cùng, về cổng kết nối thì sẽ có 4 cổng USB Type-A, có đủ các cổng từ cổng VGA, HDMI, DisplayPort. Tuy nhiên thì mình khuyên các bạn nên sử dụng cổng DisplayPort để có thể tận dụng tối đa hiệu quả của màn hình, còn cổng VGA thì sẽ chỉ dùng để khi chữa cháy lúc cần thiết mà thôi. Và với mức giá chỉ hơn 10 triệu đồng thì đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và khi mua sản phẩm này, các bạn sẽ nhận được bộ quà tặng lên tới 3 triệu đồng, bao gồm một bình giữ nhiệt Predator, một tai nghe Predator áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thêm vào đó thì khi mua kèm ba lô gaming Predator trị giá 1 triệu 170.000 đồng, các bạn sẽ được giảm ngay 82%. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.